Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi mang đến cho các bạn một video có chủ đề về nhân tướng học. Tướng mặt đàn ông làm lãnh đạo có đặc điểm nào đáng chú ý nhất? Mỗi đặc điểm trên khuôn mặt đều tiết lộ một phần nào đó tính cách và số mệnh của con người. Vậy tướng mặt đàn ông làm lãnh đạo có những đặc điểm nào nổi bật? Mời các bạn hãy cùng theo dõi qua bài viết dưới đây. 1. Xem nếp nhân dự đoán người có tài lãnh đạo. Xem tướng khuôn mặt, đàn ông có vết chân chim ở khóe mắt, ở hai bên miệng, thuộc tiếp người lạc quan, vui vẻ, hòa đồng và dễ xúc động. Còn nếp nhăn giữa hai lông mày thể hiện họ là người từng trải, có trách nhiệm và có triển vọng làm lãnh đạo trong tương lai. Nó chứng tỏ chủ nhân tính tình bướng bỉnh, cố chấp nhưng rất tài giỏi. Đàn ông có nếp nhăn này thường công thành danh toại, làm nên đại nghiệp từ ngoài trung vận. Khi làm sếp, những người này cực kỳ tâm lý, luôn quan tâm, động viên nhân viên kịp thời với những phần thưởng có giá trị. Chính vì vậy, nhân viên ai cũng mong muốn được đầu quân cho một vị sếp có nét tướng này. 2. Xem tương mũi đoán biết người đàn ông có tham vọng làm lãnh đạo. Xem tương mũi, nếu kích thước của mũi có liên quan đến hoài bão và tham vọng của mỗi người. Nếu mũi to, đầy đặn, đàn ông có tố chất là nhà đầu tư và tài chính xuất sắc. Đa phần những người mũi to, sống mũi cao, cánh mũi rộng, lúc nào tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết trong công việc, cuộc sống. Bên cạnh đó, những người có sống mũi thẳng, cánh mũi nở rộng thường có nghị lực lớn lao, biết vượt qua khó khăn, thử thách để có được thành công. 3. Xem tướng mặt đàn ông là lãnh đạo qua hình dáng của khuôn mặt. Trong nhân tướng học, tướng khuôn mặt luôn chiếm vị trí ưu tiên bởi có quá nhiều điều để khám phá những đặc điểm trên khuôn mặt của mỗi người. Xem tướng mặt là việc dự đoán vận mệnh, tính cách của người đó thông qua việc quan sát, xem xét đặc điểm cơ bản trên khuôn mặt. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng mối liên hệ giữa hình dáng khuôn mặt và khả năng lãnh đạo của một người đàn ông. Qua đó, tính tỷ lệ chiều ngang và chiều dọc của khuôn mặt, chúng ta có thể biết được người đàn ông đó có tố chất của nhà lãnh đạo hay không. Để tính được tỷ lệ này, ta lấy khoảng cách giữa hai tai, chia cho khoảng cách nối từ điểm giữa hai mắt đến môi trên. Tỷ lệ thu được càng nhỏ thì cơ hội thành công, khả năng làm lãnh đạo của người đó càng cao. Đặc biệt, đàn ông có khuôn mặt chữ điền thường được coi là quý tướng. Khuôn mặt này tiêu biểu cho sự quyết đoán, do đó chủ nhân vận thế tương đối tốt, cả đời luôn được mạnh khỏe, sung túc. Ngoài ra, gương mặt này cũng là điểm báo cho thấy họ sẽ giành được nhiều thành công trong cuộc sống, là tướng mặt của người lãnh đạo có vị thế trong xã hội. 4. Hai bên gò má nhô cao, đầy đặn. Gò má còn được gọi là lưỡng quyền. Xem tướng gò má cho thấy đối với nam giới, lưỡng quyền nhô cao thể hiện công danh và sự nghiệp của họ rất tốt. Người này có ý chí kiên cường, tinh thần phấn đấu cao, có năng lực ứng biến và hoàn cảnh linh hoạt. Người có gò má cao và đầy đặn, sở hữu trí tuệ sắc sảo, biết lượng được sức mình, khả năng nhìn xa trông rộng, được trời ban cho tố chất làm lãnh đạo. Người này thích hợp với công việc kinh doanh, buôn bán tư nhân. Nếu mãi chôn chân ở cơ quan nhà nước sẽ khó phát huy hết năng lực tiềm ẩn của mình. 5. Tướng đàn ông làm lãnh đạo, vầng trán cao rộng. Trong nhân tướng học, phần trán được gọi là cung quan lộc, liên quan đến vận thế trên phương diện sự nghiệp, quan tước. Nếu muốn biết người đó có phải là người làm lãnh đạo bẩm sinh hay không, hãy xét đến cung quan lộc trên vầng trán. Nếu cung quan lộc đầy đặn, trán cao và rộng thì đó là người rất có năng lực, có thể làm nên chuyện lớn. Ngoài ra, xem tướng mặt đàn ông, cung quan lộc đầy đặn còn thể hiện vận công danh rất tốt, trán cao thể hiện trí tuệ hơn người, trán rộng thể hiện lòng dạ bao dung, phóng khoáng, đại lượng. 6. Đường pháp lệnh sâu, rõ ràng. Đường pháp lệnh là đường chạy từ hai bên cánh mũi xuống tới cằm, phản ánh uy lực và khí thế của một người, tượng trưng cho mệnh lệnh, pháp chế và uy quyền. Đàn ông sở hữu nét tướng này là người trời sinh ra có số làm lãnh đạo, tướng mệnh cát tường, được thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu đường pháp lệnh của nam giới càng sâu thì tiền đồ càng rộng mở. Hơn thế, người này dễ được tin tưởng và giao phó các trọng trách, có tài làm lãnh đạo, dẫn dắt tập thể vững mạnh và đảm bảo cuộc sống cho nhiều nhân viên của cấp dưới. 7. Tướng mặt đàn ông làm lãnh đạo, lông mày đậm, sắc nét. Nam giới có đôi lông mày đậm, sắc nét chắc chắn sẽ là người lãnh đạo xuất sắc, bởi họ mang trong mình nhiều hoài bão, ý tưởng lớn lao và là người bình thường không có. Người đàn ông có nét tướng này luôn cố gắng nỗ lực hết mình để giành lấy những điều mình mong muốn. Đương nhiên cũng sẽ nhanh chóng, dễ dàng trở thành người lãnh đạo. Ngoài ra, người sở hữu nét tướng này còn làm việc luôn có mục đích rõ ràng, có đầu, có đuôi, có kế hoạch chi tiết. Chỉ cần đã ra quyết định, vạch rõ mục tiêu, dù có gặp khó khăn đến đâu, họ không bỏ cuộc. Ý chí kiên định như vậy đã định sẵn và họ sẽ làm người lãnh đạo trời sinh. Sau đây tôi sẽ đưa ra một ví dụ tướng người lãnh đạo quyền lực cả thế giới ao ước, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhìn ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump, bạn có tự hỏi ông sở hữu nét tướng gì mà nổi tiếng và quyền lực đến như vậy. Đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, có nét tai và mũi đều cao. Theo nhân tướng học, đàn ông có sở hữu nét tướng tai và mũi cao là tướng tốt, phần đa đều làm lãnh đạo. Nét tướng này minh chứng người sở hữu có tính cách vui vẻ, nhiệt tình, hay quan tâm giúp đỡ đến mọi người. Họ tiêu tiền hào phóng nhưng cũng biết cách kiếm tiền và tích lũy cho tương lai. Đặc biệt, người có đường vân ngang chạy qua tai thường chu đáo, biết chăm lo đời sống tinh thần và chất của mọi người xung quanh. Thực tế đã chứng minh phần lớn những nhà lãnh đạo cấp cao trong thị trường cổ phiếu đều có đặc điểm này. Xem tướng người lãnh đạo, Tổng thống Mỹ Donald Trump có khóe miệng hơi cong lên. Theo nhân tướng học, nếu đàn ông có hai khóe miệng hơi cong lên và hình dạng hơi lệch hoặc khuyết giống như hình thuyền rồng, được gọi là miệng thuyền rồng. Đây là tướng đàn ông chính nhân quân tử. Họ thường kết giao với những người cùng sở thích, sở trường và được nhiều người yêu mến ngưỡng mộ. Họ cũng là những người có sự thăng tiến, đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ, được nhiều người mơ ước. Nếu miệng rộng có thể vừa nắm tay của người đó thì đây là tướng được hưởng quan lộc vinh hoa phú quý, tức là vừa thăng quan tiến chức lại vừa khả năng kiếm tiền. Tướng người lãnh đạo Tổng thống Mỹ Donald Trump có đường pháp lệnh sâu, rõ ràng. Đường pháp lệnh là đường chạy từ trên hai mũi xuống tới cằm. Đây là phản ánh uy lực, khí thế của một người, tượng trưng cho mệnh lệnh, pháp chế và uy quyền. Tướng số người làm lãnh đạo Tổng thống Mỹ Donald Trump có vầng trán cao, sống mũi thẳng. Xem tướng khuôn mặt, vầng trán biểu tượng cho trí tuệ. Là những người có vầng trán rộng thường là những người thông minh, giỏi tính toán và có sự nghiệp vang dội. Bên cạnh đó, những người có sống mũi thẳng, cái mũi mở rộng cũng là người có nghị lực rất cao, biết vượt qua khó khăn, thử thách để đến được thành công. Tướng người làm lãnh đạo Tổng thống Mỹ Donald Trump có khuôn mặt vuông vức. Xem tướng người lãnh đạo, tướng mặt của ông Donald Trump nói lên điều gì? Những người có khuôn mặt vuông vức có khả năng trở thành lãnh đạo. Dù làm việc gì, họ cũng luôn chu đáo, cẩn thận và giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Họ là tiếp người cực kỳ tài giỏi, thông minh. Ngoài ra, gương mặt này cũng là điểm báo cho thấy họ sẽ giành được rất nhiều thành công trong cuộc sống, và tướng mặt lãnh đạo có quyền, có thế, lại có năng lực. Họ có thể khiến cho cấp dưới tâm phục, khẩu phục và đi theo mình. Nhân cách cùng sức hút cá nhân của họ cũng là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cảm ơn các bạn quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.